Chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ hơi giới thiệu các bạn muốn đăng chương trình góp tiền form nhận tóc bằng GAC. Mỗi một người tham gia có thể nhận tới 1.000 tóc cần ZAC nha bạn. Mỗi một tóc cần ZAC này có khoảng 0.1 ạ. 1.000 tóc cần như thế khoảng là 100 đô ạ. Rồi để tham gia giá các bạn click phần link mô tả mình làm nhiệm vụ nha các bạn. Chương trình góp này có giới hạn là slot 10.000 người nha các bạn. Nên các bạn làm gặp cái video này thì làm đầu tiên các bạn join vào kênh giúp trailer nữa nè. Rồi các bạn chờ xíu các bạn. Chương trình góp này nó sẽ kết thúc vào ngày, mình có để cái phần link mô tả nha các bạn. Nãy trên cái trang trailer của nó nghe thông báo thì mình cũng quên. Rồi các bạn join vào nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào mua tiền nha các bạn. Rồi các bạn bấm đáp lại nha các bạn. Xe ở đây thì xe website theo world. Rồi fan các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại đi. Nhiệm vụ thứ hai thì các bạn cũng register form. Fan các bạn chờ một chút xíu nha các bạn. Nhiệm vụ thứ hai thì các bạn cũng follow theo world nè. Follow in you. Rồi các bạn cũng like và tự quyết cho nó nghe bạn. Rồi theo qua thì các bạn theo dõi này nha các bạn. Các bạn like nè và các bạn tự quyết lại này nha. Rồi các bạn test lại đi các bạn. Không biết nó có kêu tự quyết chứ hát tan không. Rồi thôi gì cũng được rồi. Rồi các bạn chạy lên form thứ hai, cái form mình nè các bạn. Rồi nhiệm vụ thứ ba thì các bạn cũng follow Facebook nè. Các bạn nhấp vào nha các bạn nhấp vào follow nha các bạn. Máy sẽ đứng thôi. Bây giờ các bạn Facebook thì các bạn like nha các bạn. Rồi các bạn cũng bắt up rồi đi. Bà chó cái máy này kỹ ta. Các bạn cũng tiếp tục follow tờ quýt kênh thứ trailer thứ hai của nó nha các bạn. Quá tự sao nó nhảy tung tung rồi các bạn ơi. Rồi các bạn cũng like nè. Cũng tờ quýt lên nha các bạn. Không quá thông báo các bạn nên cái máy mà nó bị ấy các bạn. Rồi xuống đây thì các bạn join lên kênh trailer đó. Rồi để quên cũng follow gửi ít inbox nha các bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ email của mình vào nè các bạn. Xuống đây các bạn khai báo. Hiện tại còn 5.000 mấy slot nha các bạn. N10.000 người các bạn. C20. Rồi các bạn dùng địa chỉ chocolate máy chocolate các bạn. Rồi các bạn gửi ra nè. Có tờ cái máy thông báo bị. Phan các bạn chờ chút mình kiếm địa chỉ C20 mình các bạn. Rồi chỗ này nè các bạn ơi. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn chơi vô form các bạn bắt ở đây nè các bạn. Rồi đầu tiên thì các bạn điền username Telegram của bạn nha các bạn. A cộng anh 1133 nghe các bạn. Rồi bộ profile link Facebook bộ thay qua bộ profile link Facebook của ID. Cái chữ ID invest này thì các bạn điền giùm mình là A cộng nghe các bạn. Anh 1133 nghe các bạn. Mình có để dưới phần link mô tả đó các bạn. Rồi chú. Rồi cái đường link thay qua bộ profile link thì các bạn mở trang trader của mình ra nè các bạn.
5 phút rồi ta. Vào trang nhân công 10 nha. Đội người mình nhấp vào một hồ sơ này các bạn. Các bạn nhấp vào bay và trên đầu nha các bạn. Các bạn nhấp vào chia sẻ nè. Khoan các bạn. Rồi các bạn sẽ chấp đến thù quân các bạn. Rồi các bạn bắt bờ profile link đây các bạn. Rồi các bạn cũng lấy bờ profile link Facebook nữa các bạn. Các bạn cũng nhấp vào Facebook luôn. Rồi các bạn copy bờ profile link Facebook nha các bạn. Dòng thời gian cá nhân của bạn đó. Rồi các bạn cũng trở về link form nãy nha các bạn. Tờ cái máy nó nhảy khơ khơ không. Rồi các bạn cũng bắt từ đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút gỡ gì vậy là mình đã hoàn thành nha các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.